Rồi thì chào mấy bạn nha, tiếp tục nó làm bên mình mới vừa về cái lô hàng LFP20AH nè đó, để ghép cho anh em Felix S bỏ cớp nè đó. Đây đó, bỏ cớp nhưng mà còn đủ diện tích để mang theo sạc zin luôn nha đó, còn đủ diện tích để mang theo sạc luôn, mang theo sạc và cả ổ cắm điện luôn. Thì với cái cell này nó để sẽ tối giản được tất cả các loại cái kích thước của nó nha. Thì đây lô hàng mới, xe mới, đây bên mình mới về đó. Nên anh em Felix S là có rất nhiều đồ chơi nha, cứ anh em cô chú bác anh chị mà có nhu cầu á thì cứ liên hệ bên mình, ghép đủ thứ. Rồi ngày mai mình sẽ chương trình là do mưa bão quá nên mình không có đi giao kịp cái khối pin kia, thì ngày mai mình sẽ giao một cái khối 55AH, thì mình sẽ quay view lại cho mấy bạn coi là mình làm cái gì 55AH trên con Felix thường nha mấy bạn, nhưng sẽ là ghép pin vừa sử dụng ắc quy và vừa sử dụng pin luôn với khối 55AH đó. Những bạn mà mua Felix thường nhưng mà chưa có pin, nó chưa có hỏng nhưng nhu cầu đi nó lớn hơn thì mấy bạn có thể là chọn khối 55-75AH bỏ vào không mất cớp liền luôn ha. Bên mình đang có sẵn hàng luôn. Thì khi mà mấy bạn đi như thế, khi mà nào mà ắc quy hỏng á thì mình bỏ ắc quy ra ngoài, thì mình bỏ khối pin mình trở vào trong xe thôi đó. Nên là tạm thời mình sẽ mở rộng nó như vậy, nó đi được rất là xa và không không phải là lăn tăng cái chuyện là phải vứt bỏ ắc quy hay là bán ắc quy rẻ lại hay như thế nào, không không quan tâm tới vấn đề đó. Đó, mình chỉ gác khối pin kia nó là 19 ký chính như là 20 ký á mấy bạn. Đó, là 55AH đó. Và mình gác ăn trước mình cũng chạy luôn, vừa ắc quy vừa pin luôn. Đó, bên mình đủ khả năng để làm cái vấn đề đó. Ha, còn là bên nào làm như thế nào mình không nói, nhưng mà bên mình sẽ tận dụng tối đa nhằm để cho tiết kiệm nhất cho khách hàng có thể. Rồi, ok. Chào mấy bạn nha.